Đây, đến cái chỗ đấy là 1i rồi. Hai màu này phải đi ra à, hàng quần của hai màu này có giặt đấy chị Ly ạ. Thì không biết là cái dây này là sẽ giặt hay là xử lý kiểu gì trước. Một rồi. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Ủa, liên tục à? Bảy. Tám. Chín. Quay phim chụp ảnh đấy à? 10. Vâng. Quá nhiều môi nối em chết. Chả biết cứ lấy 10 y được mấy quần thì được đúng không? Chị không biết là may bao nhiêu cái. Nhưng may có cả 11. Màu kia nữa nhé. May mai thì lúc đấy nhớ. 12. Làm gì có cái chuyện như thế nhỉ? Không nhớ thật. 10 y. Cái này nó may 2 dọc quần à? Đúng rồi. 10 y là có được 5 quần không? Chắc là được hơn, là được đúng không? Ok, ta chỉ lấy thế thôi, thiếu tao lại gọi cái Huyền. Bác biết cái thứ chưa về đúng không? Bác chính chưa? Lời biết nó có tí hàng thôi, thế cho nên là tao đéo biết nhà tao may số lượng bao cái, tao chưa lấy cái gì cả. Chắc là mỗi màu tầm khoảng 4-5 chiếc. Đấy, cho nên là tao cứ bảo chị đi cho như này. Màu này thì chỉ có, dây này thì có mỗi màu một cái, một dây thôi, chỉ có hai màu có dùng dây thôi. Có màu trắng này cho nữa, ok. 8, 9, 20, 21, trời đất, 23. 23. Thôi không cần đâu.